Chào mừng quý vị và các bạn đã đón xem trận đấu của đài truyền hình Fightback TV. Và ngày hôm nay, tôi Kidaki sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Trước khi trận đấu này được diễn ra thì huấn luyện viên của cả hai đội đã có những tuyên bố rất táo bạo. Họ sẽ chơi tấn công và cống hiến hết mình cho 90 phút sắp tới. Trước khi trận đấu này diễn ra khoảng 3 tiếng đồng hồ thì bên ngoài sân vận động đã có khá nhiều các cổ động viên đội khách đã đến để cổ vũ cho đội bóng con cưng của họ. Điều đó đã cho thấy được tình yêu mà họ dành cho đội bóng là lớn như thế nào. Nhiều người cho rằng đội chủ nhà sẽ có được một kết quả thuận lợi trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng bóng đá không đơn giản là vậy. Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Và biết đâu trận đấu ngày hôm nay sẽ xuất hiện những bất ngờ đó. Trận đấu đã được bắt đầu và đội chủ nhà sẽ chiếm giữ phần sân bên trái màn hình nhỏ của các bạn. Chuyền bóng tốt. Phòng ngự rất chắc chắn. Đường truyền không tốt. João Moutinho rất nỗ lực. Có thể dứt điểm. Cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến. Sau rất nhiều những cố gắng thì họ đã có được thứ mà mình muốn. Đó là một pha tấn công rất mẫu mực. Một pha dứt điểm quá gọn gàng, cú sút là không thể tốt hơn. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng, nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều. Trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi. Cùng với những tiếng hò reo cổ vũ trên khán đài là một thế trận nhanh, biến ảo và vô cùng hấp dẫn đang được các cầu thủ hai bên thể hiện. Rất bình tĩnh. Trọng tài đã thổi việt vị trước đó. Một cú sút. Các cầu thủ đang tỏ ra rất nôn nóng để tìm kiếm bàn thắng. Các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình.
khoảng trống. Như vậy là cách biệt đã được nâng lên thành 2 bàn. Cú dứt điểm thể hiện cảm giác bóng rất tốt. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng, nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều. Biệt đã được nâng lên thành 2 bàn. Các cầu thủ cần phải thi đấu quyết tâm hơn nếu họ muốn tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Lối chơi truyền thống kiểu Anh là tạt cánh đánh đầu giờ đây vẫn được các câu lạc bộ như Manchester United hay Chelsea sử dụng khá hiệu quả. Thủ môn đã bắt được bóng. Cần phải thi đấu đột biến và cần sự tỏa sáng bởi những quả bóng sáng tạo hơn để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. João Moutinho đường chuyền đã dễ dàng chặn lại. Rất tốt. Anh đã có bàn thắng cho riêng mình trong trận đấu ngày hôm nay. Cristiano Ronaldo. Silva. Không vào. Một tình huống sóng gió bên phía khung thành của thủ môn và chỉ một chút nữa thôi là đã có bàn thắng được ghi. Đá phạt không thành công. Mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Cần phải có nhiều hơn những tình huống. Có thể nói đó là một sai lầm chết người của hàng phòng ngự và đội bạn đã tận dụng một cách triệt để cơ hội của mình. Rất gọn gàng và chính xác. Cho tới lúc này các trọng tài đang làm việc rất tốt và chưa mắc phải một sai lầm nào. Cho tới năm 2013 thì Messi là cầu thủ đầu tiên giành được 4 quả bóng vàng liên tiếp. Đó là một thành tích mà rất khó để các cầu thủ sau này có thể làm được. Giữ bóng rất tốt. Dứt điểm. Một đường chuyền bóng dài. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. João Moutinho đường chuyền sang cánh. Một pha treo bóng. Thủ môn đã bắt được bóng. Rất nỗ lực đưa chuyền về cho thủ môn.
rất nhịp nhàng. Phối hợp khá đơn giản. Còn 5 phút nữa là hiệp thi đấu thứ nhất sẽ kết thúc. Rất nỗ lực. Cơ hội dứt điểm. Như vậy là cách biệt đã được nâng lên thành 2 bàn. Một bàn thắng tuyệt vời và xử lý cá nhân rất tốt. Một cú dứt điểm là không thể cản phá. Vậy là cách biệt đã nâng lên thành 2 bàn và họ cần phải thi đấu quyết tâm hơn nếu không muốn nhận thêm bàn thua. Trong những năm gần đây, trường phái bóng đá thế giới có nhiều sự thay đổi khi mà mẫu cầu thủ số 9, số 10 đơn thuần ít có đất dụng võ mà thay vào đó là mẫu tiền đạo ảo có thể lui về đá sâu để hỗ trợ cho tuyến giữa. Đường chuyền chuẩn xác. Một quả ném biên. Pha phối hợp không thành công. Cơ hội để phản công. Rất nỗ lực. Tình huống nguy hiểm. Như vậy là lưới đã rung lên. Chỉ một chút nữa là thì bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào. Những pha tấn công rất sắc nét và mặc dù được bọc lót với số đồng nhưng họ vẫn không thể giữ được mảnh lưới. Họ phòng thủ đã chơi quá lỏng lẻo trong những phút vừa qua và một lần nữa trong tình huống này họ cho thấy được sự mất tập trung của mình. Cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta hãy cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Một pha phạm lỗi. Không được. Huấn luyện viên của hai đội đang đưa ra những chỉ đạo rất sát sao cho học trò của mình. Rất tốt. Phối hợp khá đơn giản. João Moutinho. David Silva đã có cho riêng mình hai bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu có thể nói là rất tuyệt vời. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Chuyển vào trong. Đường chuyền chuẩn xác. Để mất bóng rồi. Phạm lỗi rồi. Cự ly sút bóng là tương đối xa và có lẽ sẽ có một tình huống treo bóng.
có một quả phạt góc. Chuyền bóng vào trong. Một cú sút. Rất gọn gàng và chính xác. Đó là một cú dứt điểm rất lạnh lùng, quyết đoán và vô cùng hiệu quả. Hàng thủ đã thi đấu không tốt khi để tiền đạo đối phương vượt qua khá dễ dàng, và cuối cùng thì họ đã phải nhận một bàn thua rất đáng tiếc. Một pha dứt điểm quá gọn gàng, cú sút là không thể tốt hơn. Rất tốt. João Moutinho. Không sử dụng những đường chuyền bóng dài. Trong thời điểm hiện tại thì việc duy trì những đường bóng ngắn và chuẩn xác sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn cho lưới trời của họ. Mất bóng rồi. Để phản công. Tình huống pha bóng biệt thị. Rất nhịp nhàng. Phối hợp khá đơn giản. Một tình huống biệt thị. Cho tới lúc này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Cristiano Ronaldo pha xử lý rất cầu thả. Cristiano Ronaldo không vào. Rất nhiều những tình huống nguy hiểm đã được tạo ra trong những phút vừa qua. Chuyền vào trong. Một tình huống can thiệp rất đúng lúc, phòng thủ rất tốt. Như vậy là sẽ có một quả phạt góc. Chuyền vào trong. Vẫn còn. Bóng đi quá bổng. Rất đáng tiếc, một nỗ lực có thể nói là rất đáng khen ngợi. Mất bóng rồi. João Moutinho vẫn tiếp tục đi bóng. Cơ hội. Bóng đã được phá ra. Pha phản công. Như vậy là cầu thủ này đã rơi vào tư thế biệt vị. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Tình huống nguy hiểm. Không được, trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn.
phối hợp khá đơn giản. Cặp trung vệ đang thi đấu rất ổn định. Phạm Lỗi. David Silva. Phòng thủ rất tốt. Như vậy là cầu thủ này vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Rất bình tĩnh. João Moutinho. Không được rồi. Cristiano Ronaldo. Đường truyền đã bị chặn lại. Chờ bóng về tuyến sau. Cristiano Ronaldo. Silva. Biệt ba bàn sẽ rất khó để họ có thể san lấp. Một pha dứt điểm quá gọn gàng, cú sút là không thể tốt hơn. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng, nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều. Cú dứt điểm là không thể tốt hơn. Bàn thắng thể hiện khả năng phối hợp đồng đội cũng như xử lý cá nhân một cách rất tinh tế. Các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Vậy là trọng tài chính ông Howard Webb đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại trường quay của đài truyền hình Quay Bách để trao đổi với hai chuyên gia bóng đá Nhật Trường và anh Trọng.